Ui nè. Đó. Rồi vô rồi. Vô rồi cả nhà ơi. Hàng khủng rồi nha cả nhà. Ôi. Hai, rất vui được gặp lại tất cả các bạn trong clip tiếp theo mình nha. Trời này trời đang mưa rồi cả nhà thấy không? Giờ này mình ra tới ruộng thì cũng 11 giờ đêm rồi cả nhà ơi. Cho sớm giờ trời mưa mình không có đi, mình ở nhà mình đợi hết mưa mình đi, mà đợi hoài đợi mãi không hết mưa cả nhà. Cứ ông cứ lầm gầm này là mưa dữ lắm, mưa luôn. Thôi giờ mình cũng đi thăm đại luôn. Hôm nay mình không có đem bẫy xe cua, mình sẽ rút cái bẫy, mình sẽ xây làm bẫy xe cua nha. Đây có cây lưỡi hái nè. Thì cũng tới cái bẫy đầu tiên luôn rồi. Cái bẫy này dính dính mình sẽ rút. Đây là mình đem xăng nè, túi lưới nè, với lại một ít lúa trong đây nha. Này là bịch bao tay, còn đây là nguyên bịch lúa luôn. Lúa túi lưới mình cũng để đây. Đó. Mình cũng tiến hành thăm cái bẫy đầu tiên luôn nha. Rồi đầu video Tâm cũng xin chúc cho anh em đồng nghiệp thăm mấy gắn chúng lớn nha. Chúc cho cô, dì, chú, bác, anh chị em thật nhiều sức khỏe nha. Họ mới dạch ra cái đầu tiên dính thành ba nè. Gắn nhỏ nha. Cái này thì mình mới dời thăm chuyến đầu tiên rồi. Đây phân nện đóng nè. Rồi cái này gắn con mình cũng rút luôn nha. Hay nhà nãy giờ mình cuốn mấy cái bẫy để mình xe cua nè, dính được con rắn chút xíu nè. Con hổ hèo chuẩn bị lột luôn, mới chút ép vậy nè. Vô sói đậu chưa. Con này mình thả nha, mình không có bắt nha. Chút mình sẽ thả nó luôn. Còn ở đây thì có một cái bẫy nè, cái này chiến gọi chết chuột. Chiến này chiến thứ hai không biết sao đây. Trời ơi, mới dạch ra cục đen thui nè. Đó. Rồi vô rồi. Vô rồi cả nhà ơi. Hàng khủng rồi nha cả nhà. Ôi. Ôi trời, bích lụp luôn rồi. Bích lụp luôn rồi. Quá phê, quá phê. Cái bẫy cái chút ác nãy vô cái cứng ngắc luôn, lòng luôn rồi nè. Rồi cả nhà. Rồi. Quá đã luôn cả nhà ơi. Ôi trời. Vô kèo rồi. Cả nhà xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Rồi để mình tháo bao cho cả nhà xem nha. Vô mánh này cả nhà ơi. Vô con này là ấm hàng rồi. Đây để mình khui ra cho cả nhà xem một cái nha. Bạn nào xem nhớ nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Ô cái nè, khui hàng. Đó. Quả đã luôn. Đây nè. Cục đen thu bích lụp luôn. Ô cái nè. Thứ nào chịu nổi anh em ơi. Đó. Quá đã luôn. Vô cái hết nhúc nhích luôn nè. Ôi hàng khủng nha anh em. Hàng khủng bích lụp nha. Ôi quá phê rồi. Cái nhà xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Để mình có động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Nhớ cho Tâm xin một like và một lượt đăng ký kênh. Cả nhà yêu thích mình nhớ chia sẻ kênh để cho kênh mình được mau phát triển nha cả nhà. Để mà cho mình có một chút kinh phí để mình đi làm video cho cả nhà xem. Đó, quá đã luôn rồi. Rồi, mình cũng tạm thời ngưng máy nha, mình thả con hèo nhỏ kia. Mình sẽ đi tới cái tiếp mình quay nha. Thôi, bây giờ mình cũng tạm ngưng máy, mình đặt lại rồi mình sẽ bắt con này ra nha cả nhà. Do con này nó lớn á, mình để trong lòng hồi mình sợ nó bị chạy uổng lắm. Rồi mình ngưng máy mình đặt lại, mình sẽ bắt con này ra luôn nha. Rồi cả nhà ơi, mình cũng đã dựng camera lên này nè. Bây giờ mình sẽ tiến hành mình bắt con rắn này ra cho cả nhà xem nha. Đây, đây là cái túi lưới nè. Giờ mình sẽ căng cái túi lưới này nha. Thử bao nhiêu. Rồi mình trừ lại thử con rắn này được bao nhiêu nha. Đây. Hiện tại là căng là đây nền buông cái tay ra cái 460 nha cả nhà. Rồi, cái túi này 160 gram nha. Bây giờ cũng tiến hành bắt nó ra luôn. Con này mình để mình cầm lên mình sẽ đón thử nha. Đây. Hàng khủng bích lụp nha anh em. Đó. Nè. Vô cái lồng này là mình làm chiều lên là 8 8 11 nha, lưới lưới 8 ly á.
lưới 8 ly. 8 11 nha. Ồ nó vô một cái coi nè. Cứ ngắt luôn, nó hết nhúc nhích được luôn rồi, nó đâu có nhúc nhích được nữa đâu. Rồi. Bắt đi nha. Tranh thủ thời gian luôn cả nhà. Mới thăm được vài cái, hơn nhúc được 2 con. Con hành nãy nhỏ nữa. 3 con mà 1 con xài không được nha. Giờ bắt con hành này dính đầu tiên luôn. Quá đã luôn. Con này nó cũng sắp lột rồi nè, mắt nó mù rồi. Ôi. Đó thứ con hành luôn coi nè, con hèo luôn coi nè. Con này đang mung luôn. Đang kỉnh luôn á. Ô coi nè anh em ơi. Quá đã luôn cả nhà ơi. Cả nhà xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Ô coi nè. Cả nhà đăng ký kênh để em có động lực làm video tiếp theo nha. Con này con mắt nó đục rồi. Con này là chuẩn bị lột. 2 ngày nữa nó sẽ lột nha. Rồi, quá đã luôn. Mình cho vô cái lưới mình sẽ căng thử nha. Ủa con này nó dài 1 mét mấy luôn. Đây nè, quá đã luôn. Rồi, mình sẽ tiến hành mình căng luôn nha. Đây cho em căng về 4 số 0. Con này cách tầm ký 2 quá cả nhà ơi. Ôi ghê luôn không. 1 ký 655 nha cả nhà. Ký 655 cho 1 ký 60 đi. Vậy là con này 1 ký 4. Đổi 1 ký gữ chứ. 1 ký gữ yếu nha. Con này 1 ký gữ yếu một chút. Yếu 5 gram á. Thì cho mình con này còn 1 ký 4 50 nha cả nhà. Rồi quá đã luôn rồi. Con hèo 1 ký 4 50 nha. Rồi mình cũng tạm thời lưng máy luôn nha cả nhà ơi. Đây nè 1 ký 4 50 rắn quá đã luôn. À quên nó còn con rắn hấu hạnh nè. Sẵn chuyến mình sẵn anh bắt hấu hạnh nữa luôn nha. Để anh thả cái em này trước đi. Em hèo mini nè. Thả nó luôn nha cả nhà. Nó nhỏ quá anh bắt làm gì. Để cho mình thả sang năm mình bắt nữa nha. Con này chừng lạng màu mới nở hôm qua. Nè. Mới nở hôm qua cũng đi ăn nữa. Con hành này bằng ngón tay à. Hữu hành bắt được nha. Đặt mà không bắt mấy con này, hữu hành mà không bắt mấy con này nữa là đói luôn á cả nhà. Đây. Con này thì cũng được, con đầu tiên mình mới khui 7 thì mình phải bắt nha, không bắt là không được nha. Rồi, tạm thời ngưng máy luôn, tới cái tiếp mình quay luôn. Tiếp tục ở đây mình có một cái luôn. Nãy giờ mình thăm mấy cái cũng không dính luôn. Cái này thì chiến rồi cũng chất lớt luôn. Biết chiến ngày sao đây. U vô rồi, vô hành này. Vô gắn nhì cả nhà. Đây nè. Phần này một đống ở đây nè, thấy chưa? Con này chắc tầm 4 lạng á. Đó. Quá đã luôn cả nhà. Đây nè. Con hành này quá ok nha. Đây cho cả nhà xem nè. Rồi mình cũng tạm thời mình ngưng máy luôn nha. Tiếp tục ở đây mình có một cái nha. Cái này chiến gồi dính con gắn ba hay gắn nhì gì đó. Đây là chiến thăm thứ hai nha. Rồi một đống phân kiểu này chắc gắn con nữa rồi. Đây nè. Phân này một đống cả này nè. Nhiệt te. Tháng 3 nữa.
đây nè, có chút xíu siêu à. Con này chắc tầm 3 lạng quá, 2 lạng ngoài 3 lạng. Tiếp tục ở đây có con cái cả nhà ơi. Nãy mình mới thăm dính con hành nữa mày, ba nó mà mình không quay được. Chó nó sủa quá trời luôn. Rồi cái này dính con ngắn ba nữa nè. Đây. Con này có chút ác nữa nè. Tiếp tục ở đây mình có một cái nha. Hồi nãy mình thăm dính được con ngắn ba nữa mà mình cũng không có quay luôn cả nhà ơi. Dính ngắn nhỏ nhỏ không à. Hình như mình lúa ém ra nè. Ồ. Cảm giác như nặng nặng ta. Tôi thấy nặng nặng sao thấy ngắn chút xíu vậy. Ờ, dính ngắn còn chuột luôn. Chuột cũng nằm đằng đó đó. Rồi mình cũng ngưng máy, mình sẽ đặt cái bẫy lại nha. Tiếp tục ngay chỗ này có một cái luôn cả nhà ơi. Cái này á, là chuyến trước mình đã thăm dính được à. Cái này mình thăm dính được con ngắn 5 lạng. 5 lạng hay nhất gì đó. Chuyến rồi thì dính được con ngắn 3 nha. Chuyến này không biết sao nha. Rồi, phân phướng cái đống cái lạng kiểu này nữa rồi, chắc gắn con nữa rồi cả nhà ơi. Đây nè, ồ gắn nhì cũng được, biết nhì được không đấy. Rồi gắn nhì nha cả nhà, 3,5 lạng nha. Đây nè. Rồi mình tạm ngưng máy, mình sẽ đặt cái bẫy này lại nha, cầm đi tiếp kế tiếp mình quay luôn. Tiếp tục ở đây cái ăn cái nè, cái này là mình thăm 2 chuyến dính 2 con hèo rồi đó. Chuyến này mình thấy lúa ra nữa nè. Không biết con gì nha. Chắc hành quá nhỉ, te. Rồi hành cả nhà. Chiếc này vô ngắn 3 nha. Phân nị nè. Tiếp tục ở đây có một cái này cái nữa là cũng hết luôn bậy luôn, luồng 7 luôn cả nhà. Rồi mình thăm cái này xong mình sẽ thăm cái kia nữa, mình sẽ bắt cái gắn ra tổng kết thành quả nha. Cái này chỉ ngồi dính ngắn 3, chiếc này thấy phân nữa nè. Hy vọng này vô con bự bự coi. Trời ơi, gắn 3 nữa. Nè. Rồi, mình cũng tạm thời ngưng máy lại, mình thăm cái cuối cùng luôn nha. Rồi cả nhà em, mình thăm cái bẫy cuối cùng rồi mình sẽ tổng kết số gắn luôn nha. Cái này cái cuối cùng, chứ rồi cũng chất lớp. Rồi rồi, chứ này có phân nha. Chứ này em thấy có phân nè. Rồi gắn 3 luôn. Rồi. Mình cũng đặt cái bẫy xe cua lại luôn nha. Đây cả nhà, mình đặt ngay công ty luôn nè cả nhà ơi. Nhà thấy có cách cái con sông một công ty không cả nhà thấy không? Ở trong này là khu công nghiệp nha cả nhà. Đây nè. Rồi, mình cũng tạm thời mình ngưng máy, mình đi vô sẽ bắt gắn ra mình tổng thành quả nha cả nhà ơi. Rồi cả nhà ơi, mình bắt gắn, tiến hành bắt gắn nha, mình tổng kết số gắn luôn nha. Bữa nay không có trúng gì nhiêu trơn cả nhà, bữa nay chung là cũng đỡ thôi. Mà dính được con hèo ký tư cũng đỡ cả nhà. Con này mới vô, chuột còn trong bụng ốc nóc luôn. Cái nhà xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà ơi. Thua này. Đây. Trời nắng quá trời nắng luôn. Bữa nay mình không có chuột thăm luôn, có mấy con à. Hồi thiếu chắc mình chạy kiếm chỗ mình đi mua. Không có thì thôi luôn cả nhà ơi. Không có thì chuyến sau đi bỏ chuột. Đây. Cái nhà xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha.
để em có động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà ơi. Tháng 3 không. Chạy gắn kiểu này là chết luôn rồi. Được hai con này nhì nè. Quá đã luôn. Con này sắp lột rồi nè cả nhà. Lột luôn rồi. Con này chiều đã lột luôn, chóc da luôn rồi. Quá đã luôn. Cái dây đụng điện thoại luôn rồi. Rồi, con này có chút ác hẹt. Giờ ở đây đi tới đâu cũng gặp đồng nghiệp hết trơn á. Đây con nè. Giờ mình cũng không biết bẫy luôn. Khi bẫy à, mình bẫy trước cái đồng nghiệp bẫy sau. Thôi ơi. Bởi vì giờ gắn không còn gắn lớn nữa cái này. Chỗ nào cũng bẫy hết rồi. Gắn đâu còn nữa đâu. Con nào lú ra dính hết rồi. Giờ kiếm gắn ngon hành nhất. Khó quá. Sớm giờ chưa có gắn hành nào nhất hết trơn. Đây con nữa nè. Con này mới vô đầu con lưỡng à. Rồi mình kiếm mua chuột thử có không? Không có là bữa nay thăm trai một nửa luồng 7 luôn. Giờ mình kết thúc luồng này mình đi thăm tập 2 á. Mình đi thăm luồng nữa nhưng mà không biết có chuột hay không nữa. Rồi mình chạy kia mình kiếm mua chuột không có mình cũng đi thăm không luôn. Đây, con gắn nhì nha. Không có thì mình đi thăm không. Chứ sao mình đi bỏ chuột. Con hổ ngựa chừng 4 lạng à. Quá đã luôn, 3 con luôn. Ba con này cũng hết luôn rồi. À cả nhà, bây giờ là cây căng là 4 số 0 nha. Thành quả được nhiêu đây nè, dưới một con hổ hèo. Để em lấy con hổ hèo cho mọi người xem nha. Mới bỏ vô nấu con chuột rồi. Đây. Con này hồi nãy mình căng là 1,4 kg nè. Trừ bị gọi là còn 1,4 kg á. Con này thì mình khỏi căng lại nữa nha. Con này là 1,4 kg nè. Quá đã luôn. Giờ chỉ căng cái túi này nữa thôi. Chết rồi, móc lộn bên. Rồi, rút luôn. Lỡ rồi căng xong rồi mình mở sau cái này. Đây nè cả nhà. 3,6 kg 70. Mình cho còn 3,5 kg đi. 3,5 kg với gắn kêu 1,3 kg 1,4 kg nữa đi, cho 1,4 kg đi. 3,5 kg 1,4 kg là 4,5 kg 4,9 kg gắn nha. Thì mình 30 cái
Bữa nay mình thăm 30 cái bẫy mà được 4 cái chín gắn đó. Chung mà chạy cũng được thôi chứ không có im cái này. Mình cũng đang rút nhiều lắm. Mình rút mình dời lại chỗ mới. Rồi. Cái nhà xem thấy hay nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Để mình có động lực làm những video tiếp theo nha cả nhà. Đó, tối. Đây con này mới bự nè, con này mới đã nè. Con này là cầm cái là sướng sướng tay luôn nè. Hàng khủng nha anh em. Hàng khủng bích lập nha anh em. Rồi, mình cũng tạm thời ngưng máy rồi nha. Cả nhà xem nhớ đăng ký kênh ủng hộ mình nha cả nhà. Hẹn cả nhà clip tiếp theo của mình luôn nha.